Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách vẽ ký họa rất là đơn giản. Những bạn mới bắt đầu học vẽ cũng có thể vẽ được theo cách này. Chỉ cần các bạn biết phân tích, hiểu rõ cái vật thể mà các bạn muốn vẽ, thì các bạn sẽ vẽ rất nhanh. Chẳng hạn như cái ô tô này, nhìn thì nó rất là phức tạp, nhưng mà khi vẽ thì chúng ta phải phân tích nó, làm đơn giản hóa nó đi bằng những cái hình khối như thế này. Các bạn có thể lấy bút chì. Hiện tại mình không có bút chì nên là mình sẽ lấy tạm cái marker này để mình phác trước. Từ những cái mảng lớn chúng ta bắt đầu thêm những cái chi tiết nhỏ lên, ví dụ như cái bánh xe rồi những cái nắp capo. Làm như thế này thì các bạn sẽ vẽ rất là nhanh. Và khi mà các bạn đã hiểu rồi thì cái gì các bạn cũng có thể vẽ được hết. Sau khi đã phác chì xong thì chúng ta lấy bút mực và tô lên thôi. Những cái chi tiết nào nằm ở phía trước thì chúng ta vẽ trước để tránh nó bị đè lên nhau. Và sau đấy chúng ta sẽ thêm những cái chi tiết nhỏ ở phía trong cái ô tô, chẳng hạn như cái ghế ngồi hoặc là cái vô lăng. Sau đó xác định hướng ánh sáng là chúng ta đã hoàn thành sơ sơ một bản phác thảo. Sau đây các bạn có thể tô màu hoặc là đánh nét như thế này cũng được, tùy các bạn. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một bài ký họa trong khoảng tầm đâu đấy 3 đến 5 phút. Và chúc các bạn thực hành thành công nha.